cô nói là nó ở đây chứ nó không có đi về quê đâu. Cô nói thật, nó ở đây chứ nó không về quê đâu. Tại vì hồi bữa cô cũng nói, cô cũng nói là thôi bây giờ nếu mà muốn em nó đi về theo á thì cái xe cấp cứu nó nằm ở đó. Thì vô đây ngang đèn mà để kia ngang phải giấy rồi lấy cái liền chặt một cái là chặt cái hồn mà nó lấy nó đi đi giật không nó giật mình đi theo đi giấy tên họ nó cho nó theo đi mấy người nó cho phòng trọ không gì cái gì à đi ngủ nó đó đây nè mẹ nó ngủ dưới đây đó nó là ngủ trên nó cái này là hoa của cô thắp cho tiền đó ha của bà chủ mua bà chủ trọ chị cô cũng mà thắp cho em cũng thắp ngang cho em chứ hồi sáng này cô thấy là cái hương hương này ở dưới kia ngang để kia cô mới để cái kéo cái bàn qua đây. Cô mới để lên cô thắp cho em đó chứ giờ không biết sao đó. Cái giường này chỗ giường này là của cha nó ngủ. À cha ngủ ha. Ừ. Còn nó thì nó ngủ trên ghép đó. À đôi giày vẫn còn nè. Đó, cái giày đi làm. Giày nó đi làm cha nó đi làm đó. Còn mẹ nó thì ngủ dưới đây. Cái cửa phòng thì bây giờ là mở vậy luôn hả cô ha. Đó giờ có để y giờ từ bữa nó chết giờ được có để y gì thôi chứ không dám động đậy tới. Có để y gì vậy? Đó giờ thắp nấy cúng cho cháu đó thôi chứ giờ không biết làm sao nữa hết. Cái sự việc này làm cho cả xóm xôn xao luôn hả cô? Thì chứ giờ sao thì đây nó cũng phải xôn xao chứ giờ sao? Con hỏi cô như thế này cô trả lời cho con biết nha. Rồi. À, từ bữa giờ xảy ra vụ việc á ở cái xóm chợ này cô có sợ không? Mất mớ rồi cô phải sợ. Vậy hả? Làm gì cô phải sợ? Tức là ở đây thì mình sống rất bình thường, cô không có cái gì đâu phải sợ. Nói chung là ở đây ai cũng bình thường chứ không có gì phải lo lắng. Cũng bình thường chứ không có gì đâu mà phải sợ hết. Dạ. Đó. Rồi cô cho con hỏi. Giờ nó cũng mất rồi thì cái sự việc thì mình cũng ở bình thường thôi. Dạ dạ. Rồi cô cho con hỏi như thế này nữa là thường xuyên cô có gặp Bảo không? Thì Bảo nó ở đây, nó đi làm về thì nó ở đây. Không, mà cô có nói chuyện với nó không? Trời ơi, thì tối nào cô với mấy đứa con, mấy cháu rồi ra tối ra ngoài kia ngồi uống cà phê mà quỳ cái ghế đá đó. Có Bảo hả cô? Có, thì tối nào không ra là uống. Nhưng mà cô thấy tính tình của Bảo như thế nào? Nó hiền, nó không có cái gì hết á. Hiền lắm, không có gì hết. Nó không có cái gì hết, nó hòa đồng vui ở đây lắm. Hòa đồng vui vẻ ở đây. Nhưng mà có mỗi tội là đỏ đen thôi. Đỏ đen này cô không biết. Dạ. Đó là cô không biết cái chuyện đỏ đen của nó cô không biết. Nhưng mà đối với trong xóm là nó bình thường nó tội lắm, nó hiền hậu lắm. Trinh nó có nhậu không con? Không, thằng đó nó không có nhậu. Không có nhậu. Rồi khi mà cô tiếp xúc với thằng Bảo vậy sao bây giờ cô nghe nó gây ra cái vụ việc như thế này cô cảm thấy sao? Thì cô không ngờ, đó là thật cô không ngờ. Không bao giờ ngờ. Không có ngờ. Tại vì cô nói nhè tối đó là nó chở đồ về cho con của cô. Dạ. Nha. Rồi xong rồi cái là thì ké rồi nó cũng gửi cà phê cũng gửi đưa cho nó đem về đó rồi cái khoảng 9:00-10:00 á thì con bé con mới nói kêu con bé là kêu chú Bảo ra uống cà phê thường thường là cái reo rồi đó uống cà phê kêu nó nói hôm bữa nay em mệt quá cho em nghỉ một bữa thì lúc 10:00-10:30 á là hai vợ chồng nó là quấy tay nằm đây quấy tay mà con nằm đây quấy tay mà rồi xong rồi chắc khuya nghe cái gì không biết gì hết tức là mọi việc sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường thôi bình thường không có một cái biểu hiện nào khác lạ hết không có một cái gì không kình không cãi không gì hết rồi rồi sau ban đêm xảy ra cái ình cái sáng mai cô dậy là sáng cô nghe vậy thôi không biết gì hết cô hỏi ao cho nó trời ơi Bảo sao vậy kỳ vậy trời mới đầu cô có tin là sự thật không thật cô không biết gì hết cô có nghĩ trời ơi Bảo sao kỳ vậy nụ sao nó nói sao cái chuyện gì lạ vậy trời hai cha con nó nói chuyện bình thường luôn trước giờ bình thường luôn nó cũng nói nhiều khi giờ con nó nhà nó giờ con uống cái gì con ăn gì là nó đi mua con này đòi ăn thì nó cũng phải đi mua nó chiều vợ chiều con lắm chứ không có gì hết mà sao tự nhiên thì không biết gì nữa con nghe nói là như Bảo mới về đây ở gần tháng không con hả hơn chứ hơn tháng đúng không không cũng như nó ở trên kia thôi không ở chỗ khác nó ở chỗ khác xong rồi mẹ nó dọn về đây nó cũng về đây luôn
Bây giờ đây nó ở với mẹ, với mẹ con nó, mà ở đây là không, từ ngày mà nó ở đây là không có một cái gì xảy ra hết. Bình thường đúng không? Đi làm cũng đi làm, về cũng đưa tiền mua sữa cho mẹ, cho vợ, cho con mua sữa rồi cho bình thường. Dạ. Không có cái gì xảy ra hết á. Dạ. Là cô là cái người mà thường xuyên tiếp xúc với thằng Bảo ha. Ờ, thì cô ở đây mà. Dạ dạ. Cô thắp nhang chưa? Cô thắp nhang chưa? Đó, cô đang thắp nhang cho nó nè. Thắp lửa đi. Thắp lửa đi cô. Nhang cô thắp cho một cái nữa cho em nó. Cô ở sớm cô đang thắp nha hả? Cô ở sớm hả? Nè nè, ở với phòng trọ phía trên kìa. Trên đời còn gì. Nhưng mà tội con này nó coi như bà ngoại vậy á, nó cứ kêu ngoại không mà. Đúng rồi, cô tính tuổi cô cũng lớn hơn mẹ nó nhiều. Nhiều lớn nhiều. Mà cái đêm xảy ra là cô ở đây vòng vòng đây là không ai biết gì, không nghe gì luôn. Không, để nó từng sớm này không có ai nghe gì hết á. Sáng sớm mà biết phát giác lên cho cũng không, tối nó không biết cái gì nữa đó. Sáng cô cũng nghe con cô nói vậy luôn á. À, nó kêu cô vậy. Dạ. Nó đập cửa rầm 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 vậy. Tôi hỏi chứ vậy tôi là tưởng nó kêu vậy đi làm, mình nghĩ là sớm rồi. Dạ. Vậy coi mất cái 2 giờ tôi nói tôi chửi, tôi còn chửi đó mà. Dạ. Mày mất cái 2 giờ mày kêu tôi vậy chi mày? Nó nói chứ mẹ ơi tiện chết rồi. Trời, tôi hỏi ao liền chứ. Tao không hả liền ha. Sắp sống trò đang yên bình tình có vụ việc về gây cũng xôn xao quá chứ. Người ta cũng không có tin rằng cái điều đó xảy ra, nhưng mà cũng đúng rồi, để nó không có một cái tình phải tình cãi này đi cái nọ thì mới biết. Ví dụ chứ. Cãi qua cãi lại thường xuyên thì mình còn biết. Nếu mà tôi nói nghe nè, nếu mà tôi ở gần đâu đây mà tôi nghe thì tôi đã chạy qua rồi. Càng liền ha. Tôi chạy qua là tôi mình nghĩ là mình là cũng như người quen đi. Người quen trong nhà mình qua mình can, nghĩ vợ chồng mình lộn thì mình qua mình can. Dạ. Yeah. Đó, mình đã không hay không biết mà. Dạ. Yeah. Cô ơi, cô cho con hỏi rằng cô có hay gặp mẹ của em Tuyền không? Thì ở đây chứ đâu. Không, mà có hay nói chuyện tiếp xúc hay không đó. Đó, mẹ nó cũng hiền lắm. Mẹ hiền nó lắm. Mẹ hiền khô. Mẹ nó hiền khô, nói gì cũng đúng rồi, hiền khô à. Mẹ nó hiền lắm. Hôm qua là con ở dưới là gặp mẹ bé Tuyền đó là không cảm xúc luôn. Kỳ bần hàng á. Mẹ hiền khô à. Rồi, ở đây phòng trọ có 3 người mà giờ xảy ra vụ việc. Thì đó, bà nó tối không hay ngủ đây nè, đó cái quạt đó để ngủ đó. Dạ. Yeah. Còn mẹ nó với hai con nhỏ ngủ đó. Dạ. Yeah. Còn đó là ngủ gì gạt. Dạ. Lúc nào cũng vậy á. Nhiều khi nó đi làm về, cái nó thấy tôi đi làm về, nó giờ xấu, quái ghê hết. Nó nói, quái làm về. Có bữa nó ngủ, nó nghỉ thì tôi đi làm, nó ủa quái nay đi làm hơn. Nó nói, quái đi làm. Dạ. Ở nhà ở thường ở đây nó lâm không lấy tiền á, nó vui vẻ lắm chứ nó không có, nó không có nữa, đã khỏi nó không có mắc lòng ai. Ý là nó lâm lẹ. Con đó nó tội lắm. Con tội lắm, hiền hậu mà đẹp gái. Trong cuộc sống thấy gia đình là sao, cuộc sống kinh tế có ổn không cô? Kinh tế nó khó khăn. Thẳng là kinh tế khó khăn, nhưng mà vợ chồng cũng vẫn hạnh phúc ha. Vợ chồng cũng đi làm đó. Rồi vợ má thằng chồng mới đi hỏi gỡ con đâu được 1 tháng á. Cho vợ đi làm đó. Gửi nhà trẻ 1 tháng rồi vợ xảy ra vụ việc gì đó. Nó cũng đi hỏi nhà trẻ để gửi cho vợ đi làm, nó cũng lo lắng cho vợ lắm, thấy vợ ốm yếu rồi tợ á. Nó cũng lo lắng cho vợ nó lắm. Chung Bảo cũng lo lắng cho vợ con rồi lo cho tiền luôn ha. Lo cho tiền nó lắm. Cô giống như một cái vai mà vai bà ngoại của cháu Tuyền. Bà ngoại á. Thì giống trong vòng 3 ngày mấy ngày gần đây thì cô chịu khó cô thắp cho em mấy hương cho em ấm áp ha. Nhang sáng, hồi sáng này nè tôi ngủ dậy tôi qua đây. Dạ. Tôi thấy cái hương nhang này đem để dưới kia. Dạ. Bó nhang này để dưới kia, tôi mới thấy như vậy tôi mới kéo bàn qua đây. Dạ. Tôi mới để cái bình nhang đó, tôi thắp nhang đó. Dạ. Xong rồi nhà trọ mới thấy vậy, phải mới đi mua bình bông với cái cây mới để đó, mua đồ để đó. Dạ. Chính anh này cũng còn nhiều người tốt quá ha. Thắp nhang này nhà cháu. Vậy thì thôi cứ để đây, giờ chưa có ai tới lui thì ngoại nè, cô cũng như ngoại nó ha. Thì tới đây hấp mỗi ngày hấp cái ngày nào cũng phải hấp nhang cho cháu. Thôi khi nào chứ mình đâu có sợ thiệt gì đâu, nó đâu có cái gì mà ấy mình đâu mà mình sợ nó. Nói chung là người giống như con cháu mình thôi. Dạ. Yeah. Từ hôm bữa tới nay là có thầy qua chụp hồn về không con? Không. Chưa. Không có chụp hồn về hả? Cái ở dưới đám tang dưới còn không có thầy phụng mà hôm qua thấy cũng sợ nhà còn cái ở nhà ở dưới đó là không có nhà. Nói thẳng ra là mẹ con này không có nhà, ở nhà với ngoại. Dạ đúng rồi, đúng ngoại. Rồi thì bà ngoại đó là nuôi nó từ nhỏ tới 15 tuổi, nó thương ngoại dữ lắm. Rồi sao rồi ngoại nó mất á, bệnh nó mất á, rồi mới lên đây nè. Hôm qua là mọi người cũng chia sẻ vậy đó,
cho nên mọi người nó thấy cô nó kêu bà ngoại nó à, nó kêu ngoại không à, cô như bà ngoại cô cháu vậy. Ở nhiều khi nó đi làm về lãnh lương ra cái đi mua ly trà sữa hả? Ngoại mua cho ngoại ly trà sữa rồi. Vậy luôn hả cô? Dễ thương ha. Nó tội lắm. Nói chung là biết biết trên biết dưới. Ừ. Rồi bác Tiền có hay qua tâm sự với cô về cái cũng trong cuộc sống không? Không. Nhiều khi có một bữa mẹ nó la nó buồn. Nó đi qua cậu xấu nó, xong rồi bảo này nó cũng la, nó đi mà không chịu nói. Xong cái qua ngày mai tôi mới hỏi nó, tôi nói cho ủa cho con đi đâu sao con nói với mẹ, nó nói con buồn quá, nó quá hoài à, con buồn lắm, nhiều khi con muốn làm bậy á, con buồn lắm. Tôi mới khuyên nó, nó nói, thôi con à kệ nó, cái gì cũng là mẹ, mẹ có le một chút cũng là mẹ của mình, kệ có le chút xíu là hết rồi con à, con đừng có nghĩ bậy đó, rồi thôi không có gì hết. Tôi cũng khuyên nó, tôi nói thôi cờ nó con đó, mình là mẹ mà mẹ la chút xíu không sao đâu. Dạ. Ngoài biết cái đây nó thích món gì không, đâu đâu ngoài có đi gần nó mua cho nó cái. Thì không, cái đó là con nói thật mình. À, thì giờ biết nó thích cái gì. Lâu lâu có trà sữa. Đi, à trà sữa thì nó hay uống trà sữa. Mua chai ly trà sữa đây để hấp nhang cho nó, cho bé Tiền cũng tội nghiệp. Thì đó. Cô có tin là bé Tiền còn quanh quẩn đây không cô? Cô nói là nó ở đây chứ nó không có đi về quê đâu. Cô nói thật, yeah. Nó ở đây chứ nó không về quê đâu. Tại vì hồi bữa cô cũng nói, con cũng nói là thôi bây giờ nếu mà muốn em nó đi về theo á, thì cái xe cấp cứu nó nằm ở đó, thì vô đây nhang tiền này kia nhang đâu phải giấy rồi lấy cái liền chặt một cái là chặt cái hồn mà nó lấy nó đi đi, giật không? Nó giật mình đi theo đi, giấy tên họ nó cho nó theo đi. Mấy người nói mấy người kia nói gì vô vậy đâu, thắp cái nhang xong kệ đó rồi đi không, tại vì họ bên cái dịch vụ thì họ không biết, tại vì họ bên cơ quan á, còn không nói gia đình đó chứ, gia đình luôn hả? Ừ, cô tiểu gia đình luôn mà, lúc đó gia đình bối rối rồi không? Cô trước khi cô đi làm là cô đã dặn sẵn rồi. Dạ. Đó, xong rồi cô về cô hỏi mấy đứa đó nói giá gì vô thắp cái nhang xong đi cho có cái kêu gọi gì đâu. Dạ. Cái này hồn phải kêu tên kêu họ cái rồi nó mới đi theo được chứ, kêu đầy đủ luôn à? Địa chỉ này kia nó đi theo được chứ. Yeah. Mà cô nói là nó ở đây chứ nó không đi đâu hết, còn ở trong phòng hả cô ha? Nó ở đây chứ nó không đi đâu hết đó. Ở đây là tối qua thăm bà ngoại ha. Tối đi bà ngoại có sợ không? Không, bà ngoại không sợ, không sợ ha. Bà ngoại không sợ. Yeah. Nó cũng như cháu mình thôi. Đúng rồi, thì tính của em Tuyền cũng có lành, không có chuyện gì đó, bà ngoại không có sợ gì hết á. Dạ. Nếu bà ngoại sợ là bà ngoại không bao giờ tới đây mà thấp nhang thấp đồ đâu. Đó là bà ngoại sợ đó. Dạ. Là bà ngoại không sợ. Dạ. À, xin phép cho con hỏi cô tên gì ạ? À? Tên Lài, Lê Thị Lài. Cô Lài ha. Dạ. Cô Lài là giống như bà ngoại nuôi. Bà ngoại nuôi của cháu Tuyền. Và bây giờ là cô Lài là nói chung rằng khi mà thấy cái không khí ở đây á, có cái bàn thờ như thế này nè, mỗi lần mà nhang cũng gần tàn thì cô Lài sẽ đến thắp cho cháu luôn để cho nó ấm áp hơn. Bà ngoại cũng thật sự rằng cũng mong muốn rằng Tuyền nó cũng sẽ yên nghỉ và cũng sẽ tốt đẹp, một vị tốt đẹp ha. Còn ngoại ra mọi chuyện thì cứ để cho cơ quan chức năng họ làm việc. Đúng rồi. Dạ. Ngon ngoại chiều qua cứ cơm cho bé nè. Chiều qua. Đúng rồi, chị cũng miếng cơm. Mấy cơm rồi nhớ. Rồi mua trà sữa rồi. Tại bà ngoại thường mà tiền mà đi làm về có tiền là mua trà sữa cho bà ngoại nè, đúng không? Bà ngoại nhiêu tuổi mà uống trà sữa nữa. Ngoại này 67 tuổi rồi. Không phải mà cái đó là không có đáng nhiêu tiền, nhưng mà nó là tâm lòng. Tấm lòng của nó. Tấm lòng bà cháu. Lãnh lương nó thích mua, nó cho bà ngoại uống. Dạ. Rồi, thì con cũng cảm ơn cô rất là nhiều nha. Cũng đã quan tâm đến em Tuyền sau khi biết cái vụ việc xảy ra tại gia đình của em đấy. Và nói chung rằng con chỉ biết là chúc cho cô thật nhiều sức khỏe và bình an nha cô. Rồi cô có rảnh thì cô coi cái nhang hương này cho em đó nha cô. Rồi đúng rồi. Dạ con chào cô ha. Rồi. Cô cho con chia sẻ cái này trên mạng xã hội nha. Chia sẻ mạng xã hội là mình làm việc tốt mà trên đời còn rất là nhiều người tốt. Tôi đang chia sẻ những cái đoạn video này, hôm qua con từ An Giang chia sẻ là để coi quý cô chú anh chị nào mà xem video á, còn có thương á thì có thể hỗ trợ cho ba mẹ con của bé Tiền, của mẹ bé Tiền còn lại á, tại vì còn hai đứa bé nhỏ quá đó, còn hai đứa bé, tội là tội cho hai đứa bé đó thôi. Cô tại vì mình làm việc tốt, mình để phúc đức lại thì mình cứ chia sẻ không có vấn đề gì cả nha cô. Biết đâu cái đoạn video này có một cô chú anh chị nào lòng hảo tâm mà có thể liên hệ mấy anh em để giúp đỡ cho hai mẹ ba mẹ con của chị Út.
đúng rồi. Dạ, rồi. Tội chứ. Dạ, bây giờ đi. Hỏi bây giờ câu hỏi mấy chó cháu bây giờ một mẹ mà bồng hai đứa con làm gì mà nuôi nổi hai mà đứa con mà bà khờ nữa phải 35 năm bà khờ. Làm gì mà nuôi nổi hai đứa con đây? Dạ thì hy vọng rằng hai đứa em của Tuyền thì cũng sẽ được giúp đỡ để nói chung rằng trải qua trong cái giai đoạn hơi khó khăn như thế này. Đúng rồi. Dạ rồi. Bây giờ nếu mà gia đình nuôi người ta nuôi bữa này bữa kia có đâu tôi nuôi hoài. Dạ đúng rồi. Đó. Thì cô nghỉ ngơi đi cô ha. Dạ chào con ha. Rồi chào mấy con.